dòng khách. Người về lòng rủ sạch sâu thương, người vào cởi áo lao son phấn, trả cả vinh hoa lẫn đoàn. Một đời gắn với nghiệp cải lương, giọng ca Mùi Mẫn ngọt liệm vì phù sa của vùng đất Cửu Long Giang và nổi danh làng cải lương Nam Bộ chính là nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết, người được mệnh danh là cải lương chi bảo của Việt Nam. Sinh ra tại Châu Đốc, An Giang, lên Sài Gòn lập nghiệp và trở thành người nổi tiếng từ lúc còn rất trẻ. Nhưng nghệ sĩ Bạch Tuyết vẫn luôn đau đáu nhớ về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có thể cuộc đời bà sống ở thành phố này nhiều hơn ở An Giang, nhưng đi đâu bà vẫn nhận mình là một người miền Tây chân chất, mộc mạc và luôn thương nhớ quê hương. Tình không trọn duyên đầu gian dở, gửi tâm hồn vào lời ca giống cổ, giữa sân khấu lặng buồn trong lớp tuồng thương cảm. Nghệ sĩ Bạch Tuyết, tên thật là Nguyễn Thị Bạch Tuyết, sinh năm 1945 tại Khánh Bình, Châu Đốc, An Giang. Vào năm 1961, một tình huống có thể coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của bà, đó là khi Đoàn Kiên Giang diễn vở Lá Thấm Chỉ Hồng. Do cô đào chính tới trễ nên Bạch Tuyết bất ngờ được giao vai chính cô lái đò Lệ Chi. Khán giả đã hết sức ngạc nhiên với khả năng diễn xuất của cô đào mới Bạch Tuyết. Tên tuổi của Bạch Tuyết bắt đầu nổi lên từ đó. Cái kỷ niệm sẽ không bao giờ có thể quên được là cái hôm đó hát ở Hà Nội, ở nhà hát lớn. Thì hôm đó có 100 chiến sĩ vừa thắng trận ở các tỉnh biên giới đó về xem. Mà có toàn bộ lãnh sự quán với đại sứ quán của các quốc gia ở Hà Nội là cùng xem. Thì khi mà mình vô cái con dòng cổ Lê Hoàng, ta đứng đây đã thấy ngã ba sông, chạy trong ốc trong tim trong trang sử tiếng rồng, thuyền xa tắc phân nhân bề tiếng thoái, đất nước hỏi ai xưng là gạch nối, để gắn liền hạnh diện giữa xưa sau, để cho ta trang trọng khoác lông màu, ngôi cửu ngủ từ nay đã có chủ. Mới vừa đấy Khánh đã chào hỏi Nguyễn Lưu Trần Đế. Đó là hai cái người cựu chiến binh. Trong khi ta cùng bảo quan lơ là dưới họ, riêng Khanh nhìn vào dân giả, tôn trọng những người chiến sĩ vô danh ngang với các bậc đại công thần. Thì khi tôi xuống cái dòng gỗ đó thì cái tiếng vỗ tay cái là hầu như là không bao giờ dứt, và 100 chiến sĩ đó đều đứng lên vỗ tay. Mà mình hiểu rằng là cái nghệ thuật sân khấu đó nó chỉ có giá trị khi nào nó phục vụ được cái đất nước và con người Việt Nam và những cái người hy sinh cho cái đất nước này mãi mãi trường tồn. Chỉ sau 2 năm theo nghiệp hát, năm 1963, bà Tuyết đã giành được giải Thanh Tâm cho diễn viên triển vọng. Những năm sau đó là thành công liên tiếp trong sự nghiệp sân khấu cải lương của Bạch Tuyết. Những người yêu cải lương Việt Nam đặt cho Bạch Tuyết một biệt hiệu cao quý, đó là cải lương chi bảo. Cải lương chi bảo tức là một cái báu vật của cải lương. Thì nhưng mà hồi nhỏ nghe thì vui lắm. Nhưng mà đến lớn một chút xíu thì cảm thấy là khi mà đời tặng cho bạn một cái gì đó thì nghĩa là bạn mắc nợ đời nhiều hơn, rồi phải làm cho đàng hoàng hơn, rồi phải có nhiều việc phải gánh vác hơn. Để rồi nó gắn bó với bà suốt từ đó đến mãi về sau. Sau nửa thế kỷ hoạt động, nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết
đã tham gia trên 400 vở diễn với đủ thể loại nhân vật khác nhau, là diễn viên, đạo diễn và tiến sĩ nghệ thuật. Bà từng rất thành công với vai cô Lựu trong vở Đời cô Lựu, Kiều Nguyệt Nga trong vở Kiều Nguyệt Nga, Thúy Kiều trong Kim Dân Kiều. Những vai tiêu biểu của sân khấu cải lương đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ tài danh thủ diễn. Nhưng bà đã luôn biết biến hóa, riêng biệt, độc đáo. Trong đó không thể nào quên và vô cùng đậm nét chính là vai Dương Dân Nga trong vở Thái Hậu Dương Dân Nga. Ta đây dấu phân quần toa, cầm bể ngóa mùa. Những ngắm non sông tâm nổi quật thù, nhìn lê thứ sôi hờn nhốt nước, nên quyết cài tâm sống áo đứng lên, thề sống chết cùng quân lính Bắc. Các người có nghe rõ lời ta chăng? Và các ngươi sẵn sàng phải không? Sẵn sàng. Hãy cùng ta gian hàng, hãy cùng ta sống tay. Nói cho bọn giặc tống biết rằng kẻ dai xương máu từng phải trả bằng máu xương. Ai thích hỏi giáo gươm sẽ được trả lời bằng gươm dao. Người thầy tôn quý nhất của chúng tôi đó là Má Bảy Phụng Á diễn. Và tôi trực tiếp được bà dạy cho mình để mà mình diễn. Và rồi trực tiếp được là nghệ sĩ nhân dân Nam Châu, coi như là ông tổ của cái cải lương của chúng tôi. Tức là ông dạy là cái nghệ thuật cải lương nó như thế nào. Nó đẹp, nó thật, nhưng mà trên hết tất cả đó, nó là của dân tộc. Cho nên khi con là một nghệ sĩ thì con trước nhất cái điều con lên sân khấu là con nghĩ tới dân tộc của con. Và như vậy thì khán giả sẽ rất thương con mà người ta quý trọng con. Khi người ta quý trọng con có nghĩa là người ta quý trọng cải lương hơn. Cho nên các con là mỗi lần tập tuồng hay là lên sân khấu, các con nhớ rằng mình là người Việt Nam. Và đây là một cái nghệ thuật của truyền thống dân tộc mà nó được cải biên, nó rất là hiện đại, nó vừa bình dân nhưng mà nó lại là vừa rất là bác học. Đấy, thì phải nói rằng những cái lời dạy như thế mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ mình có thể quên. Có khi đang đứng hát như vậy đó mà bỗng nhớ tới Má Bảy, bỗng nhớ tới ba Nam Châu, nhớ tới chị Thanh Nga. Nghệ sĩ Bạch Tuyết mồ côi mẹ khi bà lên 8 tuổi, chính nỗi đau căng đầy nhớ thương này khiến những lời ru của mẹ những ngày thơ ấu đã theo bà suốt cả cuộc đời. Sự mất mát lớn lao người sinh thành ra mình hầu như theo đuổi ám ảnh nghệ sĩ Bạch Tuyết cho mãi đến hôm nay. Lời căn dặn của mẹ sống cho nên người cứ bám lấy bà. Ký ức về người mẹ hiền từ thương con được Bạch Tuyết thể hiện trong một bài tân cổ viết về mẹ. Vắng vẻ quạnh hiu, canh trường núi tiết, cách biệt thâm tình, con đã biết buồn đau. Con chưa nhìn mắt mẹ sâu, ngày dài mỏi ngóng, đêm thâu khóc thầm. Con quên nhìn dáng mẹ nằm, đèn khuya hắt bóng, điệu trầm cung xưa. Cho tới bây giờ đó, tức là tôi đi đâu thì mẹ tôi cũng theo. Tức là tôi có một cái hình rất là nhỏ của mẹ. Tôi đi Nam Châu với bốn biển gì á thì cũng có mẹ tôi theo. Và khi tôi học 10 năm đó, thì lúc nào cái hình của mẹ tôi cũng ở trên bàn. Tức là bà có vẻ như là lúc nào bà cũng theo dõi để mà bà ủng hộ, để bà khuyến khích những cái gì mà mình ước ao, những cái gì mình ước muốn, mình đam mê, để cho cái mình đủ sức kiên trì, đủ sức cố gắng để cho cái ước mơ đó thành hiện thực. Nghệ sĩ nhân dân, tiến sĩ Bạch Tuyết không chỉ tạo dấu ấn đẹp với công chúng và đồng nghiệp bởi giọng ca ngọt ngào, quyến rũ, cách làm việc nghiêm túc và học hành thành đạt, mà chị còn là một tấm gương lớn về tài năng, nghị lực học tập và sáng tạo nghệ thuật cải lương để thế hệ các nghệ sĩ trẻ hôm nay học hỏi và noi theo, góp phần đưa nghệ thuật cải lương truyền thống của nước nhà
tiếp tục phát triển. Ta sẽ hỏi mình ngươi là ai, theo tiếng đời trăng trở. Dòng thu ba sương nguyệt lung linh, trang sơ kinh còn thơm mùi mực trên biển nước bạc ngàn dương thỏa đoá hoa sen. Theo dấu kinh xưa người dẫn đi về, tâm dân lặng an hòa nhờ trong tự tâm. Đồ mây trắng giữa trời cao. Điều đáng quý, đáng nể trọng hơn ở Bạch Tuyết là đang ở trên đỉnh cao nghệ thuật. Các năm 1972, 1979, 1985, bà quay trở lại sống đời sinh viên, chịu khó học hỏi bằng tất cả say mê và đã hoàn tất chương trình, lấy được tấm bằng cử nhân ngữ văn. Năm 1988, Bạch Tuyết được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vừa tốt nghiệp khoa đạo diễn của Viện Hàn Lâm Sân khấu và Điện ảnh Sofia Bulgari. Chưa dừng lại ở đó, từ năm 1990 đến 1995, Bạch Tuyết tiếp tục bảo vệ thành công luận án thạc sĩ rồi tiến sĩ với đề tài Sự thích nghi của nghệ thuật sân khấu dân tộc cổ truyền của các quốc gia Đông Nam Á với điều kiện sinh hoạt hiện đại của khán giả thế kỷ 21 tại Viện Hàn Lâm Kịch nghệ Hoàng gia Anh Quốc, Viện Hàn Lâm Sân khấu Phim ảnh Bulgaria, trở thành nghệ sĩ cải lương đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có học vị tiến sĩ. Năm 2012, bà được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Trong nghiệp ca hát, bà luôn chú trọng trộn tri thức vào thiên bẩm của mình. Đây là một cái loại hình rất là quý báu của dân tộc, mà nó xuất hiện trong 100 năm mà mình chống ngoại xâm, để cho tới năm 75 là đất nước được hòa bình độc lập. Thì như vậy là cái trách nhiệm của cải lương đó đi liền với dân tộc, với lại 94% nội dung cải lương là yêu nước. Cái điều đó làm cho mình quá khâm phục. Khâm phục các bậc tiền bối, khâm phục các tác giả, những anh chị em, bác, các bác đi trước. Tôi nghĩ là bây giờ đất nước hòa bình, mình làm một nghệ sĩ cải lương chắc có lẽ là những cái lúc mà cái sự phát triển nó còn khập khiễng ở đâu đó, đó. Và mình nên đi học để mình hiểu thêm, để lỡ sau này mà nếu may mắn có thể giúp được một chút xíu gì để cho cái thế hệ sau mình có thể hiểu được cái giá trị thực sự của cái nghệ thuật sân khấu dân tộc, thì như vậy chắc có lẽ là hạnh phúc. Mấy chục năm nay, nghệ sĩ Bạch Tuyết làm giám khảo cho rất nhiều cuộc thi cải lương. Bà tìm thấy hình ảnh của mình ngày xưa, cho nên vừa nghiêm túc, công bằng, lại vừa ân cần dìu dắt. Bà dìu dắt cả những đàn em đang học ở các trường nghề, có khoa văn hóa phương Đông và ở trường sân khấu chuyên nghiệp. Tranh thủ thời gian rảnh, bà viết trường ca cải lương, kịch bản cải lương, viết sách Phật giáo. Hình như bà chưa có tuổi già, dù đã 70 tuổi.
hạnh phúc khổ đau bình yên dấu bi. Ngày ta đi cuộc thế vẫn mong lung sáng tôi xuôi dần góp mặt hôm nay triệu kiếp sau còn biết mấy muôn lần hoàng không giữa dân tìm ra biến đâu vừa thoát núi tầng đã quá hiền sống vui nhốt ngành trùng trong quan tay thương trắng sáng tỏ mà ngày còn say giấc buồn ru đời cho vừa khuôn vàng xanh trắng đỏ chợt ban mai đã éo khô nắng quái chiều ca. Không chỉ là một nghệ sĩ nổi danh của sân khấu cải lương, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết còn được nhiều người biết đến như là một Phật tử thuần thành. Với trường ca, kinh pháp cú, lời Phật dạy, bà đã được Trung tâm Kỷ lục Việt Nam trao giấy xác nhận kỷ lục gia dành cho người đầu tiên chuyển thể kinh Phật thành trường ca cải lương. Đức Phật dạy đừng có thấy cái thiện nhỏ mà không làm, đừng có thấy cái ác nhỏ mà không tránh. Thì cái này mình làm để trả ơn. Một là trả ơn cải lương, tức là tại vì nó có rất là nhiều, mình dùng rất là nhiều bài bản tổ của cải lương cũng như những cái bài bản mới của nghệ thuật cải lương để mà hình thành một cái trường ca. Thì mình muốn đưa cái triết học của Phật giáo đi vào đời sống phổ biến và đưa cái cải lương đó tới hơn một chút xíu nữa với lại cái văn học bác học của cái triết học Phật giáo. Nghệ sĩ Bạch Tuyết an cư ở quận 9, ngôi nhà thật tĩnh lặng, xung quanh là cây cối xanh mượt, in bóng xuống dòng sông Đồng Nai. Có lẽ chính những điểm tương đồng của vùng ngoại ô thành phố với quê hương Châu Đốc của bà đã khiến Bạch Tuyết quyết định sống tại đây. Châu Đốc là địa danh đầu tiên nơi con sông Mekong hùng vĩ chảy vào đất Việt, đem phù sa dung xới cho ruộng đồng thẳng cánh cò bay của dừa lúa Nam Bộ. Đó cũng là nơi đã sinh ra một tài năng hiếm hoi của nghệ thuật cải lương. Cải lương chi bảo, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Từ thuở thiếu thời, còn theo học trường làng Khánh Bình, nay thuộc xã An Khánh, huyện An Phú, An Giang, cô bé Nguyễn Thị Bạch Tuyết đã là một mầm non văn nghệ đầy triển vọng, rất được thầy, cô và bà con trong vùng yêu thích. Mỗi lần địa phương tổ chức văn nghệ, người ta lại thấy Bạch Tuyết xuất hiện trên sân khấu với giọng ca ngọt ngào và điệu bộ rất người lớn qua các ca khúc Nắng đẹp miền Nam, Làng tôi, Tiếng còi trong sương đêm. Ai cũng nghĩ rồi đây cô bé Bạch Tuyết sẽ trở thành một ca sĩ lừng danh, làm rạng rỡ cho vùng quê xa xôi này. Trong trái tim Bạch Tuyết, điệu giọng cổ buồn tên, bập bềnh theo sóng nước quê nhà và nghệ thuật cải lương thực sự là tiếng lòng của cô. Tất cả đã trở thành máu thịt, là hơi thở từ thuở mới chào đời, nằm đu đưa trên giọng, nghe lời mẹ ru tha thiết. Dù cho tâm hồn có khổ đau với bao năm tháng lạnh lùng, cây có cội nước có nguồn mà, cho nên là cho dù mình lớn mình đi đâu khắp nơi rồi đó, càng đi xa chừng nào thì càng thấy mình An Giang rõ chừng đấy. Tức là mình cảm giác là mình làm cái gì mình cũng phải nghĩ tới cái nơi mình sinh ra để mà mình tạ ơn, và cũng không nên làm cái gì để cho những cái người An Giang phải xấu hổ về mình. Thì đó là cái đầu tiên. Còn một cái quan trọng hơn nữa đó là ở dưới miền Tây mà nhất đặc biệt là An Giang thì nó có một cái rất là nổi bật, đó là hàng năm nó có cái mùa nước nổi. Thì cho nên là nếu mùa nước nổi mà mình về được ở đó, mình nhìn cái con sông linh láng nước hết á thì mình rất thích. Nhưng mà nếu mà đi xa mà không thể về được thì trong lòng vẫn thấy có một cái sự đầy tràn của tình cảm quê hương của bà con xóm làng. Hay rung cảm, hay thương buồn theo câu hát là lệ em tuôn tràn lên khóe mắt. Tiến sĩ nghệ thuật cải lương chi bảo Bạch Tuyết đã dành cả đời cống hiến cho nghệ thuật cải lương
và để lại những dấu ấn đẹp trong lòng khán giả bởi chất giọng ngọt ngào và sự thông minh, sắc sảo. Nhưng để có được những điều đó như ngày nay, Bạch Tuyết đã phải khổ công học hỏi, tìm kiếm không chỉ ở trường học mà cả trường đời. Và cuối cùng, bà hoan hỷ tiếp nhận tư tưởng thiền đạo để an nhiên một cõi đi về. Từ giả bao lần mấy lượt mới có thể rời xa ngôi nhà xôn xao tiếng chim hót, tràn ngập màu xanh hoa cỏ của tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Bất giác nhớ đến hai câu thơ viết bằng thư pháp của đại thi hào Nguyễn Du, được chủ nhân trang trọng treo ngay giữa phòng khách. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Giấc mơ xưa bụi cánh gió, thanh hòn đã lắng trên nền gió nôi. Mai nở rõ cánh vàng tinh khôi, bụi lắng tròn trong dấu thiên thể nhập trắng lòng mộng hương. Kinh tâm pháp nguyện cúng dường, xưa nay Phật dạy pháp vô thường sắc không.